Dạ, em nóng tính, dữ chị. Em không thích người phụ nữ nóng tính. Bạn trai đường là con một chị. Em thấy ở rỡ, em thấy hơi khó chịu vậy. Dạ, em tên là Kim Long, năm nay em 29 tuổi chị. À, dạ. 29 tuổi, quê mình ở đâu và đang dạ, ở quê em ở Quảng Nam, em đang làm bác sĩ chị. Bác sĩ, anh làm dạ. Khoa gì vậy em? Dạ, em làm khoa học cổ truyền ạ. Rồi, mời bên kia giới thiệu cái đã. Thì em tên là Hồ Thanh Sự, năm nay em 29 tuổi. Em đến từ Bình Định, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là kỹ sư chất lượng của xi măng Fico. Kỹ sư chất lượng, tức luôn luôn là tạo ra những điều chất lượng đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn được mấy mối tình rồi bạn? Dạ, chủ yếu là thích thôi, còn thực sự thì chỉ có một mối tình thôi. Một mối tình kéo dài không? Dạ, ngắn thôi, chỉ quen nhau khoảng tháng rồi bạn ấy chia tay. Quen khoảng tháng chia tay à? Tại vì lúc đó em cũng mới ra trường rồi, cũng bản thân nó chưa được hoàn thiện á. Hỏi chuyện nha. Dạ. Tháng á, hung chưa? Dạ chưa anh. Chưa luôn. Rồi. Ủa nhưng mà rồi là mối tình nó từ hồi xưa tới giờ luôn á hả bạn? Dạ. Để mình hỏi bạn gái coi em có bao nhiêu mối tình rồi. Dạ thì không có chị. Không có? Dạ. Rồi có mối tình râu ria gì không? Tìm hiểu thì có nhưng mà không có hợp à. Hai bạn sao 28, 29, 30 tuổi mà chưa ai có mối tình nào là sao? Này ta... thuộc loại hàng hiếm á. Hiếm hiếm cả cặp luôn vậy trời. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em biết nấu nướng nè. Ừ. Rồi thì em đi làm xong là em về nhà chị. Rồi điểm yếu của em là gì? Dạ em nóng tính, dữ chị. Sĩ mà sao nóng tính? Điều trị bệnh rồi thì phải... Không phải, đối với bệnh nhân của em thì em hiền dịu lắm. Nhưng mà đồng nghiệp của em á, hay là mấy em với bạn bè em cũng nói em dữ. Mà dạ. Em thấy em có dữ không? Dạ dữ. Dữ luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ là mình đã muốn lấy chồng chưa? Gia đình có hối thúc gì không? Dạ có, mẹ em ngày nào cũng nói chị. Rồi sao mà biết chương trình bạn muốn hẹn hò mà thanh? Tại mẹ em xem rồi mẹ em cho em xem. Cái em thấy chương trình hay quá nên em đăng ký. Nếu được tìm được người đúng đối tượng thì bao lâu nữa mình kết hôn? Thì tìm hiểu thấy hợp thì tiến tới chị. Rồi em muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Thì bạn trai đầu tiên thứ nhất đó là không có gia trưởng chị, biết san sẻ công việc. Bạn trai được là con một chị. À vậy thôi em hỏi ảnh luôn đi. Sao vậy? Sao em? Tại em nhà em có mình em mà chị. Bạn trai nhà có đông anh em không? Dạ đông chị ơi. Thì em có 6 anh em rất đông là... đông vui chị. Đông vui. Dạ. Được ha. Dạ. Em rất là hạnh phúc khi sinh ra trong cái gia đình đó. Tại gia đình em thì rất là ai cũng đều có đi học với lại rất là có hiếu với cha mẹ. Em là thứ mấy? Dạ em là thứ 6 nhưng mà là con thứ 5 nhưng mà ở ngoài miền Trung á anh. Ủa bạn trai giờ ở rể được không? Dạ không, em thấy ở rể em thấy hơi khó chịu vậy. Dạ. Ở bên đây bạn nữ không có nói nhưng mà tôi cảm giác như bạn nói bạn con một cái bạn muốn bắt rể vậy đó. Không chị. Không hả? Bây giờ chị bậy hả? Em muốn ở riêng. À, em muốn ở riêng. Dạ. Rồi. Bây giờ bạn trai bạn muốn tìm một đối tượng như thế nào? Dạ, nhất là về ngoại hình thì nói chung là dễ nhìn là được. Cười thì có duyên là được. Còn... Cười có duyên. Cười sao có duyên? Cười duyên là không có cười hố hố mà cười. Cười hố hố là vô duyên đúng không? Dạ đúng rồi. Cười hí 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 là có duyên đúng không? Dạ. Hí hí. Rồi gì nữa? Thì ngoại hình thì như em chỉ yêu cầu như vậy thôi. Còn về cái tính cách thì phải vui vẻ hòa đồng, phải biết quan tâm đến gia đình. Rồi vậy thôi. Không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích người phụ nữ nóng tính. Bên kia nóng tính. Trời ơi, bên này nóng tính lắm. Ví dụ nóng tính bình thường về nhà thì mình nóng tính thì cũng không sao. Nhưng mà trước đám đông thì nhiều khi mình làm cho mình nó mất mặt trước bạn bè rồi thì mình không có thích. Ví dụ nè, hồi hai người nói chuyện với nhau nha. Không, bên đây người ta nóng tính, người ta la là người ta chỉ la nhân viên, học trò người ta thôi. Chứ với bệnh nhân người ta cũng rất là ngọt ngào, với bạn trai cũng vậy. Thì coi như bạn gái coi bạn trai như bệnh nhân đi. Đừng nóng tính. Về nói về ngoại hình thì em thích người bạn trai như thế nào? Dạ em thích người bạn trai thứ nhất là cao hơn em một chút chị. Cao bao nhiêu? Dạ cỡ 1m65. Bạn trai cao nhiêu? Dạ em cao 1m67 chị ơi. Vậy được rồi. Gì nữa không? Dạ thì bạn trai thích thể thao một chút. Nói chung hình thể cân đối, đừng có bụng bự quá. Đừng có bụng bự quá. Rồi gì nữa không em? Không có hút thuốc chị, còn rượu bia thì chút ít thôi. Bạn trai có hút thuốc không? Dạ em không hút thuốc. Bụng có bự không? Bụng bự không? Dạ có. Bụng bự chút được không? Không dạ, bự lắm đâu. Bụng bự ôm sướng ở đâu em. Bạn có yêu cầu gì về phía nhà gái nữa không? Dạ không chị. Sao cũng được hết phải không? Dạ em thích gương mặt nhìn dễ thương là được, như là
ca sĩ Hiền Thục đó. À vậy ha. Giống mẫu, Hiền Thục ha. Mẫu cũng ít ghê á. Mẫu mà. Để qua coi mắt nhà gái kia coi sao nha. Dạ em chào anh. Chào em. Anh bên đây thì đúng là nhút nhát. Dạ. Anh hiền lắm. Quen người yêu một tháng mà chưa hung lần nào luôn. Hai người này không biết họ có biết hung nhau không nữa. Tôi lo quá. Bây giờ mình có thích lãng mạn không? Dạ không ạ. Không luôn. Trời, phụ nữ sao thích lãng mạn ta. Em người, con người em khô khan lắm anh. Rồi ông kia khô queo nữa rồi sao? Dạ. Lạ vậy ta. Tình yêu mà thích khô khan vậy ta. Dạ. Thôi hai người cảm nhận thôi chứ. Thấy cặp này lạ quá, hãy cảm nhận về nhau đi. Nói chung là lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ. Và nói chung là cũng ngồi với tưởng tượng của anh. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh thì cũng chững chạc à. Như anh á thì giờ công việc của anh á thì nói chung là đi làm rồi nhiều khi còn đi làm thêm nữa này kia nữa. Thì cái thời gian nói chung là nó cũng rất ít, cho nên nếu mà mình gặp nhau từng một hai lần gì đó thì em thấy như thế nào? Em dạ, có thứ bảy thông cảm được không? Dạ được, thứ bảy chủ nhật là được. Bác sĩ ơi. Dạ. Đâu hôm lại bắt mặt ảnh coi tim ảnh đập thế nào. Không thì mà thử coi ảnh khỏe không em, mình lấy chồng mình phải coi giống coi đồ chứ em. Mặt ảnh coi thế nào. Đâu để qua lên đây, để qua lên đây. Sao? Rồi em bắt mặt thử coi. Không có mập. Cũng nhanh lắm á. Dạ. Thôi bây giờ sẵn đứng đó luôn đi. Đứng đó hát bài tặng cô gái luôn đi. Gây ấn tượng đi. Dạ nói chung thì anh thì cũng có thuộc mấy bài hát, thì không biết em thích nghe bài tiếng Anh hay là tiếng Việt? Tiếng Việt à. Xích xích vô. Anh hát tặng cho em bài Mãi Mãi đi. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em từng đêm, nhạn du tiếng hát chơi vơi hỡi em, đời đã cho ta gặp nhau từ đây, trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong, biết chăng lòng anh đã bao ngày. Người xin lắng nghe, nay còn thêm anh muốn nói tình yêu đó riêng cho em. Anh qua kia đứng cho nguyên, ta qua kia cho người ta quên vậy. Đó quên rồi. Thấy hình tượng thấy thương không nha. Một chàng trai mà đứng hát tình yêu mà không đúng, đúng mà. Bạn gái mình thấy thương gì đâu. Bây giờ tình hình thấy sao vậy? Dạ. Hả? Người thấy sao? Đỡ rung rồi anh, nhờ có anh em... Cặp này hợp nè. Nắm tay cái coi cảm giác sao. Tay em lạnh. Để, mà đâu bạn đứng lên, bạn đứng lên đi. Thử xem. Đâu nắm chặt tay nhau cảm giác như thế nào nha. Bây giờ hai người đứng nhìn nhau. Này hai người yêu chắc tôi phải đi theo quá. Trời ơi ông kia ông nhát nhát kia. Nắm chặt vô rồi hai người nhìn nhau nha. Mình có 30 giây nhìn nhau. 30 giây bắt đầu hát lại đi. Hát lại coi nó sao xuyến không. Bắt đầu. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao, đời bao sóng tố, đời nhiều chông gai, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời. Rồi được rồi. Rồi ngồi xuống đi. Chúng ta sẽ có ba tiếng đếm để quyết định một anh kỹ sư về xi măng có đổ bê tông được cô bác sĩ hay không. Chờ xem. 3, 2, 1, hết thời gian. À bây giờ là nắm tay thiệt nè, nãy giờ mình nắm tay cảm nhận, bây giờ bắt đầu là bắt đầu từ ngày hôm nay. Anh hứa gì với bác đi? Dạ con hứa với bác là con sẽ cố gắng tìm hiểu và sẽ chăm sóc cho em và sẽ lo cho em đến khi nào mà em còn không còn đa đi nữa. Trời ơi. Bác rồi bác hùng gái bác gái. Dạ thôi. Không phải hùng á. Bác buộc á xin phép bác đi. Thôi. Không xin đi. Xin phép bác cho con hùng. Đây.
để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược. Bác nói không được kìa. Là hôn chưa được phải không bác? Không được thấy chưa? Làm lại. Nắm chặt tay nhau. Nắm chặt tay nhau. Ơi. Rồi bắt đầu hôn lại nè. Bác nói chưa được hôn lâu lâu chứ. Thấy sao? Dạ. Thấy sao? Nó khó thở. Khó thở. Không khó thở. Khó thở hay tắc thở? Đây là chiếc vé xem phim của Cinebox hệ thống 212 lên 9 tháng. Các bạn có thời gian để xem phim tìm hiểu kỹ hơn ha. Chúc các bạn hạnh phúc. Rồi, hai bạn nắm tay nhau thật chặt nha.